tiếc đấy chà. Anh 18 tuổi, tiền không bao giờ hết, tiền là polymer. Vâng. Cái đoạn đấy lúc nào đúng rồi thôi. Nếu mà không chia tay. Nếu không chia tay. Hello năm sau anh em, mình tên là Lê Phong Đạt. Và mình là Linh Đa Ngô, và chào mừng mọi người tới Đà Linh Do. Trong cái video ngày hôm nay, Linda sẽ trả lời 25 câu hỏi về anh Đạt. Thật sự là mình cũng không nghĩ là hôm nay mình trả lời được hết đâu, vì là anh ấy mất 3 tiếng đồng hồ. Phụ! Anh ấy mất 3 tiếng đồng hồ hôm qua để nghĩ ra 25 câu hỏi đấy. Trong khi cái video vừa rồi, Linda chỉ mất 15 phút để ra 25 câu hỏi thôi. Thì anh cũng phải chuẩn bị, nó phải đàng hoàng, câu hỏi nó phải hay, em hiểu không? Không phải là mấy câu hỏi nó vào vẩn. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Và câu hỏi đầu tiên, khó nhất. Anh bao nhiêu tuổi? Anh năm nay sẽ 27 tuổi. Sai. Bây giờ 26 tuổi, tháng 12 là 27 tuổi. Sai. Tính cả tuổi ngủ á. Anh 18 tuổi. Câu đầu tiên đã sai rồi. Câu thứ hai, anh đẻ ở thành phố nào? Latvia. Thành phố cơ mà. Latvia. Latvia. Latvia là nước. 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 Praga. Praga это вообще не. Praga это вообще не. Từ từ, anh có ghi ở trên Facebook của anh. Anh đẻ ở thành phố nào? Em chỉ nhớ Latvia thôi. Latvia là nước nhưng bây giờ anh cần thành phố. Thủ đô của Latvia là gì? Chưa đầu tiên nào? Không. Riga. Vâng. Ok, câu này đúng. Câu thứ ba, anh đã thay bao nhiêu trường phổ thông ở bên Nga? Không thay lần nào. Sai. Hai lần. Sai. Một lần. Đúng. Cái đoạn đấy lúc nào đúng rồi thôi. Em thay bao nhiêu trường phổ thông ở bên Nga? Ba lần là mấy trường? Ba trường thì em chỉ thay hai lần. Anh thế, anh không, anh hai trường nhá, hai trường chỉ thì tính ra anh thay một lần đúng không? Hơi lạ. Môn nào anh thích nhất ở trường phổ thông? Môn thể dục thể thao. Không. Tiếng Anh. Đúng. Môn tiếng Anh cũng là môn thích nhất. Ok. Lúc anh nhỏ anh định làm nghề gì? Anh thích làm nghề gì? It's one I think. Tính nguyện là gì? Cái người mà lên... Bay lên vũ trụ. Bay lên vũ trụ ấy. Anh Đạt thích làm nghề đấy. Anh Đạt thích làm nghề bay lên vũ trụ. Ok. The moon. Tiếp theo, ở đại học anh học ngành gì? Financial management, quản trị tài chính. Ok, đúng. Tiếp theo, anh mệnh gì? Mệnh á? Mệnh hỏa. Đúng, ok. Đây, câu này không biết anh biết đâu. Lúc mà anh ở bên Nga ấy, anh đi xe nào? Xe ô tô ấy, bây giờ anh phải nói hãng. Chia nhưng mà hãng nào? Đúng, hai đời. Biết mấy chả được. Một sai. Năm nào anh chuyển về Việt Nam? Năm 2016. Được. Em chuyển từ năm nào? Em mới. Anh đang mới chuyển về Việt Nam được vài tháng thì Linda về Việt Nam chơi và Linda đã gặp anh Đạt. Yeah. Bố mẹ anh tên gì? Đầy đủ một tên. Trần Thị Thoa. Ok. Lê Minh Đức. Được, cảnh dễ. Chuyên đi đặt vé máy bay cho bố mẹ anh Đạt. Chị anh tên là gì? Lê Huyền. Lê Huyền nhưng mà tên đệm. Facebook chị có ghi tên đệm đâu. Ok, cái này sai rồi nhá. Lê được. Lê Xuân Huyền. Không, sai. Lê Thị Huyền. Gần đúng. Lê Thu Huyền. Đúng rồi. À, chị anh bao nhiêu tuổi? Chị em sinh năm 90. Đúng rồi. Thế ngày
ngày năm sinh của chị anh. À, cái này khó lắm, không biết được. Không biết. Chị thua. Thua một câu. Thành phố nào đầu tiên anh gái em đã đến chơi đầu tiên ở Việt Nam? Đà Lạt. À đúng. Nếu mà không chia tay. Rồi, nếu không chia tay, người ta bảo lên Đà Lạt là một là có con, hai là chia tay. Chia tay. À, cái này để nhớ lại với trí nhớ của em, nó cũng nhớ. Ok ok. Video nào của mình được nhiều view nhất trên TikTok? Video... Này cũng dễ. Cái số 1, số 2. Anh có chỗ này nhé, em phải chọn số 1 hoặc là số 2. Nếu mà chọn đúng thì được tiền, nếu mà chọn sai thì phải đi rửa bát. Ok, em chọn số 1. Cho đoán lại đấy, số 1 hay số 2? Số 1. Chắc chưa? Chắc. Em tự chọn nhá, số 1 này. Đi rửa bát. Tiếp theo, phim nào anh thích nhất trong mùa dịch mà mình đã xem cùng nhau? Possibly it is Capernaum. Phim về một cậu bé sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn và gia đình không kiểu chăm lo, và cậu bé đã kiện bố mẹ mình vì là đã cho mình cuộc sống. Nói chung phim rất là hay mọi người, nếu ai chưa xem mọi người nên xem nhá. Hôm qua anh mà không nhớ cái tên phim đấy anh phải mày lại. Em là người chọn phim đấy ra nên là em nhớ tên. Anh thích đi dạo ở đâu nhất? Đi dạo ở đâu nhất là sao? Đi chơi ấy. Đi dạo á? Ờ, đi dạo ấy. Ý là trong Việt Nam hay là ở đâu? Ở Sài Gòn. Sài Gòn á? Anh đi quảng trường. Không. Anh đi ở cái... Em không biết anh đi dạo ở đâu anh? Đâu rồi? Bình thường anh đi dạo ở đâu? Ở cạnh nhà mình. Đúng rồi, anh đi dạo. Chúng ta phải hỏi. Hôm qua ngồi 3 tiếng đồng hồ để nghĩ ra câu hỏi là anh đi dạo ở đâu nhá. Hôm qua anh đi đi dạo vòng quanh nhà. Tưởng hỏi như là hôm qua ngồi 3 tiếng đồng hồ kiểu đeo tai nghe các thứ rất là nghiêm túc anh ạ. Anh cần bao nhiêu thời gian để lên đồ? Nhanh, rất là nhanh. Rất là nhanh, rất là nhanh. Nhưng mà nó trong tầm 5 phút. Còn 5 để phút. Mà anh chuẩn bị để quay được thì anh phải dậy. Anh chỉ tắm pha em mặc quần áo là sao? Thôi đi bao nhiêu lần? Thế em cần bao nhiêu lần? Thế em cần bao nhiêu thời gian để em lên đồ? Một tiếng. Một tiếng. Thì nói chung là sợ thật. Nếu mà biết cắt không thì nhanh, nhưng mà nếu mà kiểu là tóc gội đầu cái thứ thì cần một tiếng. Nhưng mà kiểu ví dụ như là sáng anh mới ngủ dậy mà anh không nói trước cho anh là hôm nay mình quay video là anh kiểu sao không nói trước cho anh phải chuẩn bị chứ? Thì cái gì nó cũng phải có sự chuẩn bị, em hiểu không? Không phải thích là quay. Cái gì cũng phải có chuẩn bị. Tiếp theo, nếu mà anh cáu chuyện gì thì anh sẽ làm gì để em biết? Anh cáu em. Sai. Anh nói thẳng của bạn em. Sai. Sai cái gì? Hôm qua sao? Anh chỉ nói nhẹ. Ôi nói nhẹ thôi á. Chuyên gia, nếu mà mình đã dỗi anh thì anh sẽ dỗi lại mình trước một chút. Sai. Và cuối cùng không ai cãi nhau nữa thì, thì là cả hai đều đã dỗi nhau rồi. Đây bây giờ sẽ hỏi đồ ăn này. Buổi sáng anh thích ăn gì nhất? Anh thích ăn xúc xích. Không đúng. Cái gì nữa? Hash brown anh thích đúng, này. Hash brown. Sáng anh dậy, anh làm cái gì đầu tiên? Kiểm tra điện thoại. Kiểm tra Bitcoin hôm nay bay lên tới đâu rồi? Tư buôn chưa? Đúng. Thế em làm gì? Bình thường em dậy sáng dậy em phải làm gì? Em kiểm tra TikTok. Kiểm tra TikTok. Kiểm tra view. Kiểm tra view. Anh thích ăn gì nhất? Em thích ăn mì Ý. Ờ, chưa đúng không? Đồ Ý. Cũng chưa đúng không? Sao video chưa trả lời thế? Mình rất thích nấu đồ ăn Tây và món yêu mấy nhất của anh là gì? Spaghetti. Mình rất thích ăn đồ Ý. Video chưa trả lời. Vô duyên. Bây giờ anh nghĩ đi. Anh thích ăn gì nhất? Thích ăn... Không phải món mà anh thích ăn gì nhất? Ăn em. Trời ơi. Cắt, cắt, cắt. Ăn Sai. Ăn gì? Anh em nấu cho anh gì anh chẳng thích ăn. Anh thích ăn thịt. Không có thịt thì anh không ăn được, em không biết à. Nó thì kiểu anh đúng phải rồi. Anh phải narrow down thì anh đã bảo là không phải là món. Đấy. Bây giờ anh ghét ăn gì nhất? Anh ghét ăn Sriracha là một trong món anh thích ăn. Cái gì nữa?
Противоположный мягкий, что есть. Đấy, dễ dàng như thế. Mọi người biết không, hồi xưa anh ý lười ăn rau đến mức mà mỗi lần mà mình chuẩn bị cơm cho anh ý, mình phải thái nhỏ rau và xào cùng cơm cho người anh ý mới ăn. Còn không, không bao giờ anh đụng đến rau luôn. Giờ thì kiểu mình làm salad anh còn ăn. Nhưng mà lười ăn rau. Cơm này không biết, em biết không? Anh thích uống nước ngọt nào nhất? Anh thích uống Coca. Sai, anh chẳng bao giờ thích uống Coca. Mình có bao giờ mua Coca vào nhà không? Nước táo. Nước táo, sai. Sô bô. Sai. Coca này, nhưng mà nước ngọt đâu? Nước ngọt đấy. Nước ngọt á? Mình chẳng bỏ hút. Sai. Sao toàn hỏi cái câu hỏi không bao giờ mua cái nước ngọt để về nhà nữa? Cái này là em lại sai. Tại sao? Tại vì mình hay mua Lipton Green Tea. Quên. Ok. Chấp nhận sai câu này. Anh sợ cái gì nhất? Anh sợ hết tiền. Anh chẳng sợ hết tiền. Okay, tiền không bao giờ hết, tiền là polymer. Ok, từ từ, sợ gì nhỉ? Sợ hết tiền. Mà này không sợ này. Anh chẳng sợ gì. Phải đi thì em đoán thử đi. Anh sợ mất đi. Cái luôn, ok. Nữa. Sợ gì? Cái gì mà anh không thích nhá, cái gì mà anh không thích nhá. Kìa, anh thấy khó chịu ấy. Phí thế là sợ nhỉ? И последний вопрос. Câu hỏi cuối cùng. Hôm qua anh mất bao nhiêu lâu để nghĩ tất cả câu hỏi này? Tầm gần 3 tiếng. Sợ thật. Hello. Thật sự là mình cứ nghĩ hôm nay anh ấy sẽ hỏi cái gì khó lắm. Nhưng mà anh ngờ. Nhưng mà cũng nhiều câu hỏi em không trả lời. Những cái câu hỏi ok, Lipton anh yêu mấy nhất, nhưng mà mình một tháng mình mua nước Lipton này về được một lần. Đâu, bao giờ mình vào nhưng mà ý là những cái nước mà mình thường xuyên mua về nhà hơn đó là nước táo. Nước táo, nhưng mà tại vì mình không mua được nước Lipton ở trong kia. Okay, mình chỉ mua được trong... Em không trả lời câu hỏi gì nữa nhờ. Sinh nhật chị anh. Sao biết được, chị ở bên Mỹ mà. Đã bao giờ sinh nhật chị đi đâu? Thì em phải thường xuyên kiểm tra Facebook thôi. Khó nhớ. Ví dụ em phải nhớ cái lúc nào mà anh nhắn chúc chị anh thì em phải nhớ. Sinh nhật anh Tuấn là bao nhiêu? Sinh nhật anh Tuấn dễ ợt. Nhớ bao nhiêu? Tuấn nha. Mình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Tháng 4, không nhớ ngày. Đấy, Phương sinh nhật bao nhiêu? Phương á. Cũng sinh nhật gì thật tháng 11. Thôi, cắt. Đó là question của mình. Và đây là 25 câu hỏi anh Đạt đã mất cái để chuẩn bị cho Linda. Mong là mọi người đã tìm hiểu thêm được một chút thông tin về anh Đạt. Và nếu mọi người có thắc mắc vấn đề gì vì Linda và anh Đạt, mọi người có thể comment câu hỏi ở đây để một mình sẽ làm một cái video Q&A couple riêng nữa. Và thấy cũng là xong video rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Thank you. Bye bye. See you again. Bye bye mọi người.